Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay em có test một con cục đẩy công suất lớn các bác nhé. Test cho một anh, đó là anh Đặng Hữu Nghị, anh ở Quảng Ngãi các bác nhé. Số điện thoại là 9614. Anh lấy một con Martin 1400, giá là 10.500.000 đồng các bác nhé. Thì con này với công suất của nó là 1400W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Thì các bác có thể thấy là nó rất là khủng ấy, nó rất là to. Nó dày khoảng độ size 3U các bác nhé. Và nó nặng tầm khoảng độ ngoài 40kg. Và con này chạy mạch class H các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ test con đẩy này gửi cho anh. Với con đẩy công suất lớn này thì mỗi một kênh của nó đánh được một quả 725 các bác nhé. Và mặt của nó là mặt đợt bình tĩnh nhé. Mặt của nó là mặt kính các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy nó phản chiếu lại cái tay em rất là đẹp, mặt kính rất đẹp. Với con 1400W này thì nói chung là ở chế độ 4 ohm thì nó lên tới 2000W các bác nhé. Công suất rất là lớn. Và các bác cùng đeo tai nghe và các bác cảm nhận. Tuấn ấy đi. Con này nói thêm với các bác, con này là nó có mạch trễ các bác nhé. Có nghĩa là khi bật, ví dụ bật volume to như này thì nó cũng không to luôn và nó sẽ từ từ nó lên các bác nhé. Các bác có thể thấy là mạch trễ đây, nó sẽ báo mạch trễ và quạt chạy rất êm, báo mạch trễ. Khi nào nó ok thì nó mới to các bác nhé, thì nó mới to. Xem một cái. Đấy, rất là to. Đây là tắt đi này, bật lên này. Nó sẽ từ từ nó đẩy lên các bác nhé, từ từ đẩy lên. Nó có mạch trễ rất là hay với con này. Đấy, con này mạch trễ rất là hay. Dần dần nó sẽ đẩy lên này. Nó kiểm tra đấy, xong nó sẽ kiểm tra xong. Rồi ok. Với con này chuyển kênh 2 em ơi. Với con này thì các bác cứ yên tâm vì một kênh của nó sẽ đánh được một quả, một chiếc 725, tức là bốn kênh nó sẽ đánh được đến 4 quả 725, tức là đánh được 8 quả bát 40 các bác nhé. Rất là khủng luôn. Đấy, chỉ hơi nhích. Ở đây em đang đánh cho một cặp bát 30 JBL KS6012 6120. Con này thì tép neo vào con EVLX112, hạ một đôi bát 30. Đấy. Đấy, rất là khủng các bác nhé. Hơi nhích này đã khủng như thế rồi. Đấy, kênh thứ tư này. Đấy, 4 kênh ok. Thì con này nó có một đặc điểm hay, như các bác cũng đã biết là con này nó có mạch trễ. Các bác để với mức âm lượng ví dụ như này là đã to rồi nhá. Các bác bật này, nó ra tiếng nhưng mà nó đang nhỏ, tiếng nó đang rất là bé thôi nhá. Nhưng mà kiểm tra xong rồi là bắt đầu nó mới đẩy toàn bộ công suất ra chuẩn. Đấy, bây giờ nó đang kiểm tra. Đấy. Bây giờ nó mới to này. Bây giờ mới to. Đấy, nó có mạch trễ con này rất là hay luôn. Và giá con này đang là 10.400.000 đồng các bác nhá. Chưa còn bao ship, bao ship con này thêm cho em 500.000 nữa thôi. Đấy, con này vì nó rất là nặng các bác nhá, nó ngoài 40kg. Và nó có kênh A, kênh B này, có link sang cổng khác này, có bridge này, có paranel này, có steel này. Ở đây thì có độ nhạy đầu vào này, speak công cho A và B. Còn speak công bridge có nghĩa là các bác có thể là khi các bác đánh súp đấy, thì các bác súp khủng ấy là các bác sẽ gạt sang bridge và các bác cắm vào đây, không cần phải đấu canon nữa, chỉ cần cắm vào đây phát là xong thôi. Thế là ok, đây là bridge luôn. Vì trên những này thì nó cũng như vậy thôi, không có gì cả. Với con này thì rất là khủng, phải nói là các bác có thể nhìn thấy cái dây nguồn của nó rất là khủng, khủng long bạo chúa các bác nhé. Đấy, cầu chì là 20A. Và con này thì phải nói là hiện tại là nó công suất nó khủng nhất, khủng nhất trên thị trường. Với 1400W trên một kênh ở chế độ 8 ohm, 2000W ở chế độ 4 ohm các bác nhé. Rất là khủng luôn, trên áp bi rất là bền. Và những cái mặt tay này rất là đẹp các bác này. Đấy, vì các bác nào muốn xem nội thất con này, các bác có thể truy cập được vào website thangcaoaudio.com. Thì các bác có thể xem được nội thất. Thì các bác cứ search ra MA1400, các bác có thể search ra, nó là MA1400, là xem được nội thất luôn cả video các bác nhé. Các bác có thể search ngay trên YouTube là Martin MA1400 thangcaoaudio thì nó sẽ ra luôn. Rất là đẹp các bác nhé. Mặt gương bóng rất là sáng luôn và rất là đẹp, rất là chắc chắn liền khối. Còn đây là thép các bác nhé. Đấy, rất là đẹp. Với con này thì như em nói đấy, một kênh thì chúng ta có thể đánh được một quả 725, ở đây chúng ta đánh được
hai đôi 725, hoặc là chúng ta mỗi một kênh chúng ta ghép một quả súp kép vào là đánh ok. Tức là ở đây đánh được 4 quả súp kép các nhá. Đấy, dùng một con này thôi là có thể các bác có thể chơi được rồi. Rồi ok, em test nhanh như vậy thôi để chuyển cho anh, thì cũng cảm ơn anh vì đã tin tưởng mua hàng bên em và anh đã đặt cọc trước 500.000. Các bác lưu ý khi các bác mua đẩy hoặc mua loa bên em thì các bác phải đặt cọc trước 500.000 các bác nhé. Đấy, rồi ok, hẹn các bác ở những clip lần sau. Chào tất cả các bác.